Xin kính chào toàn thể các thầy cô. Có bao giờ các thầy cô mong muốn rằng mình có thể tự tạo nên một website mang tên miền của chính mình lựa chọn và có thể tự trang trí, vận hành nó, đưa nó vào hoạt động để có thể là một nơi trao đổi thông tin, chia sẻ kiến thức hay là cung cấp tư liệu cho học sinh của mình không ạ? Ngày hôm nay thì thầy Phương sẽ làm một cái video để hướng dẫn các thầy cô những cái bước để chúng ta có thể tạo nên một cái website như thế. Để làm được những trang web như vậy thì chúng ta có thể trải qua một số bước, như là bước 1 là chúng ta sẽ chọn mua tên miền hosting, sau đó thì chúng ta sẽ cài đặt WordPress lên trên cái hosting đó, và bước 3 thì chúng ta sử dụng các cái công cụ xây dựng website của WordPress để chúng ta làm nên một website. Trong video ngày hôm nay thì thầy Phương sẽ hướng dẫn các thầy cô bước đầu tiên là bước mà chúng ta chọn mua tên miền và thuê một cái hosting như thế nào để các thầy cô có thể vận hành trang web của mình. Trước hết là có nhiều nhà cung cấp tên miền và hosting khác nhau, nhưng mà mình đã sử dụng và thấy cái nhà cung cấp AZDG này là một cái nơi cung cấp mà cái tên miền cũng như là cái hosting rất là uy tín, chất lượng, họ có dịch vụ hỗ trợ tuyệt vời. Do đó đặc biệt là những thầy cô mà chúng ta tự vận hành trang web, chúng ta không có cái hiểu biết về kỹ thuật thì có thể sử dụng cái địa chỉ của cái công ty này thì rất là ok. Thì Phương đã để một cái đường link để cho các thầy cô có thể là bấm vào đường link ở bên dưới phần mô tả của video này để các thầy cô có thể truy cập vào cái trang này và dễ dàng mua cho mình một cái tên miền và hosting chất lượng. Thì khi thầy cô bấm vào cái đường link thì nó sẽ ra cái giao diện website của cái trang này. Đấy. Những ai mà biết anh Thạch Phạm, những ai mà làm về tìm hiểu về phần mềm WordPress thì chắc chắn là mọi người đều biết đến Thạch Phạm đúng không ạ? Và đây là một trong những cái trang của anh ta. Khi vào đây này thì chúng ta muốn đăng ký hosting thì chúng ta có thể vào trong này và chúng ta chọn cái hosting giá rẻ này đi. Đấy, AZ Pro Hosting này. Đây, ban đầu chúng ta làm thì chúng ta chỉ cần hosting như thế này thôi. Đấy, thì trong này nó có nhiều loại gói hosting lắm. Hosting mình hiểu đơn giản nó là giống như là chúng ta muốn xây một ngôi nhà thì hosting chính là một mảnh đất. Đấy, còn cái tên miền của chúng ta giả sử như là buiduyphuong.com nó là một cái căn nhà, thì cái căn nhà đó nó phải được đặt trên một cái mảnh đất, thì cái mảnh đất đó là hosting. Vậy thì ở đây chúng ta có các cái gói hosting khác nhau này. Đấy, là gói hosting giá rẻ thì mọi người nhìn thấy có từng loại, loại một đây. Đấy, cái loại mà ổ cứng là 512 MB thì không tạo được thêm tên miền nào cả. Đấy, chỉ có một tên miền thôi thì 29.000 một tháng đấy đúng không? Đấy, gói thứ hai là gói 1 GB, đấy, băng thông không giới hạn, có một tên miền con. Đấy, có dạng thứ ba là băng thông không giới hạn mà có hai tên miền con. Đấy. Thế thì nếu như mà chúng ta dùng thì thầy Phương nghĩ rằng là mình cứ dùng cái loại trung bình là cái loại số 4 đấy. Đấy, là băng thông không giới hạn, là chúng ta có thể đưa vào đó khoảng tầm là ba cái domain, tức là ba cái tên miền nữa. Ví dụ mình đăng ký được cái gói số 4 này nhé. Thì nếu có thầy cô nào mà lần đầu tiên làm trang web chúng ta chưa có tên miền, đấy, thì chúng ta sẽ chọn cái dòng là đăng ký tên miền mới. Nếu mình đã có tên miền rồi mình muốn chuyển về đây, mình bấm vào đây, thấy chưa? Thì tốt nhất là chúng ta chọn đây, ví dụ như mà mình muốn đăng ký một tên một cái trang web chẳng hạn như là trường học hạnh phúc .com thì mọi người gọi chữ trường học hạnh phúc này, đây là tên mà thầy Phương đăng ký nhé, đã đăng ký rồi. Bấm vào check này thì nó sẽ kiểm tra cho mình là xem là cái trang web này là nó còn hay không. Đấy, chúng ta muốn lấy một địa chỉ trang web là gì chúng ta sẽ đánh vào tên. Thầy cô muốn lấy một trang web tên là ví dụ như là Bùi Duy Phương chẳng hạn nhé, Duy Phương .com, mọi người thì check thử này, thì mình muốn lấy trang web gì thì mình đánh cái tên của trang web vào cái chỗ Bùi Duy Phương, vào cái ô này, mình bấm một check để nó kiểm tra xem là à cái tên miền này đã còn còn hay là chưa, có người đăng ký hay chưa. Đấy, ví dụ như là buiduyphuong.com đã có người đăng ký rồi thì chúng ta tìm một cái tên miền khác. Ví dụ mình là chẳng hạn như mình muốn lấy một là Bùi Duy Phương chấm chẳng hạn như là chấm edu.vn, mình check thử xem là cái tên này của mình ấy, nó còn hay không. Vậy thì nếu cái nào còn thì mình có nghĩa là mình có thể mua được. Ví dụ nha, cái tên miền này có thể mua được chưa? Ví dụ mình lại không muốn làm một cái tên miền website là tên của mình làm một thương hiệu nào đó đúng không? Mình sẽ đặt một cái website tên là trường hạnh phúc.edu.vn này. Đấy, mình vẫn check thử xem là à với cái tên này thì nó còn hay không. Vậy các thầy cô muốn lấy tên website là gì thì hãy đánh nó vào đây được chưa? Mình muốn lấy cái đuôi của website là .edu.vn hay .net.org .vn đấy. Đấy thì chúng ta chọn cái tên đây đấy. Và chúng ta chọn cái đuôi tên miền mà chúng ta muốn muốn mua,
Đấy, ví dụ như mình muốn mua đuôi edu.vn chẳng hạn nhé, như thế này. À, sau đó thì mình sẽ thấy nó, à cái tên miền này nó còn đang còn đây, mình bấm vào tiếp tục đó, và thì nó sẽ hiển thị ra là giá của cái này là gì. À, chúng ta thấy rằng là cái gói này nếu mà chúng ta mua 3 tháng hay là 6 tháng chẳng hạn, thì mua 6 tháng đi thì nó chỉ có tương đây tiền thôi. 6 tháng là tương đây tiền, 1 năm thì nó là tương đây tiền, để chúng ta chọn cái thời hạn mà chúng ta mua. Thông thường thì mọi người chắc là mọi người nên mua trong khoảng thời gian là 1 năm. Bởi vì sao? Bởi vì là mình đã làm thì biết mình phải làm 1 năm, cho nên là nó đỡ mất công phải mua lại. Đấy, tuy nhiên là thầy Phương làm cái này để test thử thôi, thì thầy cũng không cần phải làm gói lâu đúng không? Thầy sẽ chọn là làm nó trong ví dụ như là 6 tháng, ví dụ thế, làm 6 tháng đi. Sau đó thì 6 tháng tiếp theo mình lại có thể mua tiếp, được chưa? Đấy, ví dụ như vậy. Và sau đó mình bấm vào nút tiếp tục thì nó đến cái trang tiếp theo là điền thông tin về tên miền của mình. Đấy, vậy thì chúng ta là cá nhân thì đánh tích vào chỗ cá nhân này, giới tính này, số điện thoại này. Số chứng minh thư của mình đánh vào. Ngày sinh. Phải đánh tên mà. Đấy, đánh tiếp tục. Như vậy là chúng ta đã thuê được một cái tên miền, cái hosting trong vòng nửa năm, tức là 6 tháng là cái đó, tên miền này, thấy chưa? Như vậy là chúng ta đã có cả tên miền, có cả hosting, như vậy là chúng ta có cả nhà cả đất trên cùng trên một cái này rồi đúng không? Rồi. Sau đó thì các thầy cô sẽ bấm vào, mình sẽ điền thêm các thông tin thanh toán này. Đấy. Mình muốn tạo tài khoản mới đúng không? Mình gõ lại vào đây. Email, chúng ta sẽ nhập cái địa chỉ email của mình vào. Đấy, nhập lại cái địa chỉ, nhập mật khẩu vào đây, mật khẩu vào đây. Chúng ta chọn hình thức thanh toán là chuyển khoản ngân hàng. Đấy, bấm vào tôi đã đọc và đồng ý với quy định dịch vụ. Như vậy là chúng ta điền hết thông tin của mình vào xong, thì mình sẽ bấm vào nút thanh toán. Lúc này thì trang web nó sẽ gửi cái thông tin và thanh toán đến email của mình. Đây, người đấy không ạ? Nó sẽ gửi thông tin thanh toán đến cho chúng ta qua email. Lúc này thì mình sẽ mở mail của mình ra và kiểm tra email xem là họ gửi cái gì. Sau đó thì mình tiến hành thanh toán nha. Được, thử mở email nhé. Khi mở email của mình lên thì các thầy cô sẽ có thể nhìn thấy thư nó nằm ở ngay đây, hoặc là vào chỗ nội dung cập nhật này, thì chúng ta sẽ thấy mấy cái email mà họ gửi cho mình ấy. Thế thì với cái email đầu tiên là xác nhận email thì mọi người bấm vào đây để xác nhận cái địa chỉ email mà mình đang sử dụng. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ vào cái nhìn vào cái hóa đơn tiếp theo này. Đây, chúng ta vào cái hóa đơn này. Thì nó sẽ có cho mình một cái thông báo là cái chúng ta đã đặt hàng cái hóa đơn mã số là như thế này, được chưa? Và hướng dẫn thanh toán này là chúng ta sẽ chuyển khoản số tiền này vào trong một trong các tài khoản của ngân hàng ở bên này, đúng không? Và nhớ là gì, chỗ này cực kỳ quan trọng với thầy cô nhé, là trong nội dung chuyển khoản chúng ta phải để cái mã này vào để cái hệ thống nó tự động kích hoạt tài khoản cho chúng ta nhá. Đây là một cái cực kỳ hay của cái trang web này. Và bây giờ khi các thầy cô bấm vào cái link này thì nó sẽ dẫn mọi người đến ra cái trang hóa đơn lại thanh toán này như này. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chuyển khoản số tiền, giả sử như thầy Phương đây là 1.147.800 đồng vào cái tài khoản ngân hàng này. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ chuyển. Nội dung thanh toán thì phải đánh rõ cái mã này này nha. Trong cái phần nội dung thanh toán chúng ta phải gọi ghi rõ cái mã này mà. Và trong phần nội dung chuyển khoản chúng ta gõ cái này mà. Sau khi chúng ta thanh toán xong, chúng ta chỉ cần chờ khoảng độ 10-15 giây thôi, không cần nhiều đâu, hoặc là thậm chí là lâu lắm khoảng 1 phút thì trang web nó sẽ lập tức nó thông báo về chúng ta đây. Đấy, là xác nhận thanh toán cho đơn. Đấy. Xin chào, Bùi Duy Phương đã ZDG đã nhận được thanh toán của quý khách, và đây là biên lai của quý khách. Nếu quý khách đăng ký mới dịch vụ, vui lòng kiểm tra hộp thư và nhận thông tin của chúng tôi.
Đấy, tên miền này, thông tin này. Đấy, được không ạ? Đó, chúng ta sẽ có được thông tin về về mọi thứ của chúng ta, đúng không ạ? Đầy đủ xong hết rồi. Được chưa? Và đây là chúng ta đã thực hiện xong cái bước số 1 là bước đăng ký tên miền cũng như là thuê hosting cho website. Phần còn lại là cái cách cài đặt WordPress vào trong website của mình như thế nào. Thì thầy Phương xin làm video thứ hai để hướng dẫn mọi người sau. Xin chân thành cảm ơn các thầy cô đã theo dõi video này. Chúc mọi người thanh toán thành công và chúng ta sớm bắt tay vào việc xây dựng website riêng của mình. Yeah!